Sáng sớm mà em mặc đồ vậy nè, em làm mặt vậy nè, rồi em vậy nè, có anh nào đi không? Có anh nào có chơi làng nào đi thương mình không ta? Rồi xuất sắc nha. Trời ơi, rồi sang vòng ơi, sang vòng ơi đó. Không tự nhiên. Rồi. Tự nhiên mình có thương một chàng trai làng đó mà giờ trai làng nó không đến với mình, buồn quá, không biết ảnh đang ở đâu nữa. Em cũng thấy bình thường, em cũng ăn bình thường đó. Ăn thấy im không? Im, không thấy gì hết, bình thường như mình không có xăm vậy đó. Rồi tối giờ về bà có ai hỏi không? Thấy đây ai đó cũng đẹp, ta nói đẹp. Đẹp thấy không? Nó nhìn chị Xiến nhìn không ra luôn á, nhìn bà Xiến nhìn bữa nay lạ quá. Mặt đồng luôn đó hả? Đâu biết mình xăm đâu, tưởng mình nhẹ đó. Tưởng dễ hả? À, đó đâu biết mình xăm đâu. Đầm của ai hả? Dạ. Đầm hôm qua đó hả? Đầm của chim mà Mai Lam chỉ cho nè. Đẹp ha? Dạ, chỉ cho đồ đẹp hết sức rồi. Ủa tắm rửa gì không? Để gì mặc luôn? Tắm chứ. Ngày em tắm hai lần. Hai lần thấy không? Dạ. Hơi dẫn thôi con. Dẫn thôi. Nó cũng hơi kiểu nhìn thấy hơi nó ngái chút vậy đó. Nói chung lần đầu chưa đâu, còn lần thứ hai nữa mà. Còn dặm lại này kia lần thứ hai nữa mới đẹp. Chưa, ngày bữa nó lột ra nó đỡ. Chị Minh Lam kìa, chị lên máy kìa. Mẹ cho chị nói chuyện nè. Dạ. Chào chị Minh Lam. Về mãi khỏe ha. Dạ. Em đẹp kìa. Mấy giờ sao khóc? Sao khóc ạ? Thì thấy nhiều người bình luận đó, chưa biết sao. Mày đã mày ra nhà vậy hả? Dạ. Bây giờ về khoảng mấy giờ tính điện cho chị mà mấy đứa nó bấm máy rồi cái máy mở lên sáng. Nó bấm sao mà máy em bấm không được luôn hả? 8 giờ mới dậy giờ mới lên xe về nè. Ủa, mà phía này chị về ngoài tới mấy giờ mới tới ngoài? Chị ở Cần Thơ. Chị về cái Cần Thơ ha. Chị ghé khách sạn chị ngủ. Vậy hả? Em kể chị nghe, con của em nó bấm cách làm sao mà em nghe chị đọc số trên mạng đó, thì em cũng tính bấm tới bấm lui để em nghe số đặng em ghi vô đặng mà vô danh bạ làm điện cho chị đó. Nó bấm sao em không biết, cái trang cái nút tắt mới kêu nhà anh em mở sáng là tính điện chị hỏi mấy giờ chị về tới ngoại. Chị mới lên xe về thôi. Mới hai mẹ con mới về đó ha. Ừ, hai mẹ con mới về. À, ở đi Cần Thơ chơi luôn anh vậy? Qua Tết chị mới xuống được. Còn dạ. Tới gần cận Tết thì mấy em đi hết rồi, chị không cứu em được. Dạ. 2 ngày đó chứ là được rồi. Dạ. Để qua Tết. Dạ. Rồi hai mẹ con đi ghé Cần Thơ chơi luôn hay gì vậy? Đi chơi luôn hả? Ghé Bến Ninh Kiều. Dạ, chị em, dạ. Hai mẹ con không? Hai chị em. Ghé Bến Ninh Kiều với chợ mà gì Tàu Nổi đó phải không? Có dạ. Xuống đó không? Cái môi em bớt xưng rồi đó. Nè chị dòm nè. Đẹp không chị? Cũng mà em cũng ăn uống bình thường, không có thấy gì ấy chứ, em cũng ăn uống bình thường nè. Dạ. Em thấy đâu có hư gì đâu, chị để nguyên gì cho em cũng được nữa, em chịu gì nè. Thiệt. Cộng đồng bạn tấn công chị quá, chị buồn quá. Chị, nó nghe nè chị. Chị cứ để cho mày em đi, sao để y gan vậy đi, em thấy đẹp rồi đó. Đừng có sửa chỉnh gì nữa, em thấy là vừa ý em chịu rồi đó. Đừng có sửa gì cho chị được rồi. Không, ý là qua Tết dặm lại lần nữa cái máy đẹp. Dạ, thì dặm thì dặm, nhưng mà đừng có kiểu mình để gan vậy đi, em thấy nó đẹp rồi đó, đạt tiêu chuẩn rồi đó. Nó đậm lên. Nói vợ chồng cái tên chị nó làm gì nó chị nói hai chồng mình đang chỉ làm hai chồng chị ơi đừng buồn chị nghe. Đâu buồn gì mừng đâu. Đâu có buồn gì đâu, ở đây ta mừng thấy chị sao mà tốt với em, gia đình em mà tấm lòng chị quá tốt nè. Ở sớm mình cũng mừng. Nếu mà vợ chồng mình ta có gì hay mà làm chiến mình như tới nhà. Dạ. Dạ bữa nó đi luôn. Dạ. Dạ bây giờ đang đi về ngoại đó hả? Đang về Bình Dương đó hả? Dạ. Em cũng chúc chị về thượng lộ bình an ha. À, gặp nhiều điều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tiền vàng vô cả ký. Bây giờ em lấy cái tắc màu hồng á, xức được thôi với lại cái mày đi. Bây giờ là mình xức được rồi đó hả chị? Lấy ra xức được. Dạ.
Để ra. Dạ. Khi nào nó lột hết thì thôi ha. Dạ, là nó lột ra miếng miếng vậy đó ha. Lột ra miếng miếng, mình gỡ từng miếng vậy đó ha. Nó lột xong rồi, cái nào cái lại cái to chứ mình lại lấy cái gì nữa mà hồng hồng là mình cũng thôi nha. Dạ. Dạ, dạ gì con. Nó lột cái rồi, chắc không đặng như vậy đâu mà sẽ không thấy khô đâu. Dạ. Mà đậm, nó em thấy đậm gì nó mới đẹp nè, chứ không đậm nó đâu đẹp. Với lại hôm qua nó sưng á. Dạ. Nó không đậm nó đâu đẹp chị. Em thích đậm vậy nè, nó đẹp nè. Rồi rồi bộ đi tới mấy giờ mới tới Cần Thơ? Tối qua ra tới 6:30 xong rồi. Hỏi chị ngủ ngon không? Rồi ngủ ngon không chị? Ngủ ngon lắm. Rồi chị ra ngoài bến Ninh Kiều. Dạ. Chơi xíu. Dạ. Vậy rồi ngủ ngon không? Không ngủ được hả? Tủ rồi á. Điện thoại á. Tủ tiền trời. Quá sạch tiền. Rồi vậy là chị tới dưới là vô không mướn khách sạn ngủ liền đó ha. Ủa giờ em quay với Minh Tân nữa hay là đi quay với mấy bạn khác? Dạ em quay hai vợ chồng của chị Minh Tân ghé nhà em quay cho em nè, đang quay em với chị nè. Mấy đồ xích đâu? Dạ kiếm đồ xích rồi, đồ xích rồi. Lấy tay quẹt vô. Chị cái này thích cái này hay cái hộp tròn? Cái đó để khi nào lột xong. Dạ viên hộp tròn nghe, sao em kiếm hộp tròn không gặp cái ta? Em để trong tủ mà kiếm lại không gặp, kiếm lại lần nữa. Còn mày của ổn á là do mình quay với nó đậm chứ ngoài nó đâu có đậm. Dạ. Ngoài nó đâu đậm chứ thứ hai nó lột ra là nó lợp mà đằng không đâu. Em coi hộp tròn để em tủ mà sao không gặp. Dạ. Rồi có rồi con nhỏ. Nè hộp tròn này nè ha. Rồi chút vô. Bây giờ mình trước tiên mình xức vô cái môi mình trước ha. Xức cái môi với chân mày luôn. Dạ xức cái môi với chân mày luôn. Còn chân mày ngủ vài bữa nó gom nhỏ lại chứ nó đâu bự chẳng vậy. Nó cũng đẹp chứ. Em thấy đẹp hả? Nó cái canh nơi giờ em xức nha. Chị giờ em xức nè nghe. Nè chị giờ em coi em xức nè. Cái canh các anh nữa. Hả? Ngủ qua buồn không? Vui nó có gì đâu, buồn nó sướng nó vui chứ nó đâu có buồn gì đâu. Sướng đi ha. Dạ. Chịu, anh Hữu anh Hữu ưng cái chân mày đó rồi. Em thấy chân mày gì được của em cũng em thấy gì được rồi nè, em không có chỉnh sửa nó đâu. Mà sao làm như nó hơi ngứa tăng 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 chị? Ngứa nó làm như như thể như chim chích chích à. Nó kéo vô non á. Kéo vô non hả? Hôm qua em quên. Em quên cái vụ em mới xong ngứa quá em gãi cường chết. Gãi cũng lột da đó mà. Em quên vụ em mới xong đó em gãi. Ngứa chân mày cứ ngứa luôn miệng nữa. Gãi cái lột nó bay cái mày ra là cái chỗ tốt chỗ không ha. Dạ bởi vì quên mất tiêu không, mình mới xong mà đi gãi. Thôi mấy anh ơi coi em đẹp không nè. Thôi mấy anh ơi coi em đẹp không mấy anh. Có anh trai làng nào thương em chưa, có đi em chưa? Có anh trai làng nào để ý thì đăng ký lên kết bạn với em nha. Trai làng hay chưa để ý có già làng được không? Già làng làm luôn, trai làng làm luôn. Mình lấy cái đồ tóc của mình gọn gọn vàng lên cho nó đẹp. Dạ. Em nói chị nghe, chị Minh Lam biết sao không đẹp thì mình cũng ai mà không thích đẹp. Ngặt cái ở nhà lo con cái, lo này lo kia, ghét mình cũng bỏ phế cái sắc đẹp mình nữa. Dạ, bữa nay mặt đầm của chị nè. Nè, để ngồi để em cho chị coi nè. Nè, đứng xây vòng vòng cho bác coi. Nè, chị coi nè ha, nè. Đó, đẹp không? Nè, đẹp không? Đó. Dạ. Trung tâm đây, trung tâm. Thấy đẹp không? Dạ. Cái đó, cái bàn chân của em cái chân nhỏ lắm. Em mang số là 36, 37 là vừa. Còn trên nó không vừa. Chân nó bị lét không? 36 cũng được nữa, 36, 37. Có bị lét không? Cái chân mình nó nhỏ đó. Không có lét ha. Ừ, không có lét rẻ gì hết trơn á. Em kể chị nghe nha, em đi vô trong tiệm, vô shop rồi mua giày dép khó lựa lắm. Lựa hoài, cái chân nó nhỏ đó chị. Chị kiếm cả 36, 37 là em mang vừa. Dạ. Cho chị đi, cho chị về đi. Dạ. Nó bình bền đó. Dạ. Gửi cho Minh Tân nha. Dạ. Dạ. Vậy chị đi đường Thượng Lộ Bình An ha. Về tới nhà khỏe ha.
có gì em điện lại chị, bye bye.